Nắng, nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trong mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trong mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụng trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trong mùa khô khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Sắc, nấm hồng, bảo vệ bộ lá, tối ưu năng suất và chất lượng cà phê. Anvin, danh tiếng lẫy lừng. Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và Chia sẻ, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk và trực tuyến trên website drt.org.vn. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 7 tháng 3 và ngày mai là ngày 8 tháng 3. Những người thực hiện chương trình Đồng hành và Chia sẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk xin gửi tới các bà, các chị, các mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc chị em phụ nữ luôn trẻ trung và năng động. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề thời sự đang nóng hổi hiện nay, đó là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến toàn cầu, trong khu vực và trong đó có cả Việt Nam. Mà cụ thể là tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long hay khô hạn đang kéo dài ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và tác động trực tiếp lên sinh kế của người làm nông nghiệp. Và trong chương trình Đồng hành và Chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn với người làm nông nghiệp trong tình hình hiện nay. Và chúng tôi cũng sẽ giúp bà con, tư vấn cho bà con cách để chăm sóc vườn cây nhà mình, chủ động trong các biện pháp trong chăm sóc vườn cây làm như thế nào để có thể thích ứng được với tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bắt đầu từ chương trình này, bà con quý vị và các bạn có những kinh nghiệm hay trong việc chăm sóc các loại cây trồng cũng như là vật nuôi thì hãy gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0500 360 6083. Chúng tôi sẽ đến tận vườn cây của bà con để đồng hành và tư vấn giúp bà con. Còn bây giờ thì xin được giới thiệu số điện thoại quen thuộc mà bà con quý vị và các bạn lâu nay vẫn gọi về để được tư vấn, đó là 0500 256 2567 0906 56 74 71, 0917 50 4047. Ban tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cho bà con. Và ở phần cuối chương trình thì chúng tôi sẽ chọn hai giải cho bà con. Giải nhất sẽ là một bao phân đầu trâu kèm theo một chiếc đồng hồ treo tường do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Còn giải nhì sẽ là một lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 5 xào cây trồng do công ty Syngenta trao tặng. Còn bây giờ thì xin được giới thiệu cùng bà con, quý vị và các bạn những vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu ông Bùi Văn Xứng, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk. Tiến sĩ Trương Hồng, Viện Phó Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Kỹ sư Trương Quốc Huy, trưởng vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Kỹ sư Trần Quang Cường, cán bộ kỹ thuật Công ty Syngenta Việt Nam. Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn dành cho các vị khách mời là đã bao giờ các vị khách mời nghe thấy việc là người ta trồng lúa đến thời kỳ làm đồng thì lại đem cắt những cái đám lúa đấy để cho bò ăn hay chưa? Và có lẽ là xin được mời ông Bùi Văn Xứng sẽ chia sẻ đầu tiên về điều này ạ. Tôi nghĩ người nông dân người ta trồng lúa để mà thu hoạch ra lúa và gạo, đúng không ạ? Chứ không phải là trồng lúa để rồi cuối cùng đến cái thời kỳ mà làm đồng rồi chúng ta để cắt đi cho bò ăn. Mà tôi nghĩ đây là chắc chắn là do cái ngoài ý muốn của người dân, mà do tác động của những cái điều kiện bên ngoài, hay nó tóm lại của môi trường. Mà cụ thể ở Đắk Lắk thì tôi nghĩ là do chủ yếu là do cái hạn hán. Vâng, đó là những chia sẻ của ông Bùi Văn Xứng. Còn tiến sĩ Trương Hồng thì sao ạ? Vâng, quả thật đây là vấn đề mà tôi nghe thấy cũng hết sức chia sẻ với bà con nông dân. Bởi vì sao? Bởi vì nông dân thường là trồng lúa thì để thu hoạch lúa, sau đó chúng ta sản ra gạo. Nhưng mà trồng lúa để mà khi làm đồng mà cắt cho bò ăn thì quả là lần đầu tiên tôi cũng nghe thấy. Thông thường trồng lúa thì người ta cho bò ăn là bằng cách là lấy rạ cho gà ăn, bò ăn. Hoặc là tôi nghe là trồng dưa hấu cho bò ăn thì có rồi, nhưng mà trồng lúa đến thời kỳ cây làm đồng mà cho bò ăn thì quả là lần đầu tiên tôi nghe. Mà đây có lẽ là vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ với nông dân trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Còn hai vị khách mời là kỹ sư Trương Quốc Huy cũng như là kỹ sư Trần Quang Cường thì suy nghĩ như thế nào về vấn đề mà tôi vừa đặt ra? Bò có thể ăn lúa thì tôi biết, nhưng mà trồng lúa tới cái giai đoạn mà lúa lâm đồng mà phải cắt cho bò ăn thì thực sự đây là lần đầu tiên tôi nghe. Mà không biết này là cái này là do ý muốn của người nông dân hay là ngoài ý muốn, thì lát nữa chắc là nhờ chị Trà Nhàn chia sẻ thêm về vấn đề này. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Văn Cường. Xin mời kỹ sư Trương Quốc Huy. Thực sự đây là điều hết sức là đáng tiếc mà bà con nông dân mà gặp phải cái chuyện này, thì thực sự là đúng là cái điều mà thực sự là gọi là xót xa. Nhưng mà điều này nó cũng chứng tỏ rằng là cái yếu tố mà biến đổi khí hậu nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái vấn đề mà sản xuất nông nghiệp, mà trong đó là có cây lúa trên khu vực ở Tây Nguyên. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời đối với vấn đề mà tôi vừa đặt ra. Và lúc nãy thì kỹ sư Trần Quang Cường có nói là sẽ nhờ tôi là giải đáp giùm tôi cái vấn đề này, đúng không ạ? Vậy thì để giải đáp cho vấn đề này thì tôi muốn mời các vị khách mời cũng như là quý bà con hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Trồng cỏ cao sản cho bò ăn đang là hướng phát triển kinh tế được nhiều nông dân tin chọn vì những giống cỏ cao sản rất giàu dinh dưỡng, giúp rút ngắn thời gian vỗ béo bò. Thế nhưng hiện nay, trồng lúa cho bò ăn là một thực tế đang diễn ra tại cánh đồng lúa Tech Bốp, xã Cờ Mút, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân là do hạn hán, thiếu nước, cây lúa không phát triển được. Khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất lúa nước là điều đã được cảnh báo từ trước, nhưng người dân ở đây vẫn cứ trồng. Thế nên giờ đây, trên cánh đồng lúa Tech Bốp, người ta không còn thấy màu xanh của lúa đang thì con gái, mà chỉ thấy những chân ruộng nứt nẻ và những đám lúa khô vàng. Tiếc công, tiếc của, những người dân ở đây chỉ còn cách cắt lúa đang thời kỳ làm đồng để cho bò ăn. Nó hạn hán quá, đất nó khô, nó nứt hết mới cắt cho bò ăn. Khô hạn nứt nẻ ạ. Năm ngoái thì cái chỗ Tech Bốp này của mình, cái ruộng lúa nó có bị khô như thế này không ạ? Năm ngoái cũng có khô, nhưng mà có họ làm có được ăn ít thôi, nhưng mà không đông bao nhiêu. Vâng, anh có biết về cái tình trạng khô hạn đã được dự báo trước hay không ạ? Cái này không? Thế nào không? Không ạ. Và hôm nay thì nhà mình có bao nhiêu sào lúa ạ? Cái đấy là một sào thôi. Một sào, và cái diện tích này thì hoàn toàn không có thu, mất trắng. Cái này mất trắng đấy. Cảm giác của mình như thế nào ạ? Thì buồn thôi, thì mất rồng, mất ấy. Mất công nữa, đâu có biết làm gì hết, thôi đặng cắt cho bò ăn thôi, đỡ cho tiệm cỏ. Chúng ta vừa theo dõi phóng sự và cái nguyên nhân mà được đưa ra thì có lẽ là chúng ta đã hình dung ngay từ cái phần đầu mà chúng ta đã trao đổi, đúng không ạ? Lúc này thì các vị khách mời có ý kiến như thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Hồng. Đúng là quả là một cái phóng sự mà nêu lên được cái tình trạng mà biến đổi khí hậu hiện nay. Như chúng ta đã biết rồi thì biến đổi khí hậu thì ngày càng xảy ra khốc liệt hơn. Và qua phóng sự chúng ta cũng thấy là năm ngoái cũng trên mảnh ruộng đó thì cái tình trạng khô hạn nó đỡ hơn năm nay. Năm nay khô hạn nghiêm trọng hơn. Và chính vì vậy khi mà khô hạn nghiêm trọng xảy ra nó kéo dài hơn thì làm cho sản xuất lúa nó bị ảnh hưởng, mà cụ thể hơn là không có nước để mà cho cây lúa sẽ được phát triển tốt. Chính vì vậy trong thời kỳ làm đồng thì không có đủ nước và ruộng nó sẽ khô, và buộc người nông dân người ta phải xử lý tình huống đó là cắt cái lúa đó cho bò ăn. Và điều này nói lên là trong thời gian tới không những nông dân mà tất cả các cấp các ngành có liên quan thì hãy cùng với nông dân để mà làm thế nào đó để họ nhận thức được và biến cái nhận thức đó thành cái hành động để mà sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Còn với ông Bùi Văn Xứng thì sao ạ? Là người công tác trong cái ngành khí tượng thủy văn đã khá lâu rồi. Sau khi xem xong phóng sự này thì cái cảm giác của ông lúc này như thế nào? Và ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Vâng, cái vấn đề về biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay mà, và đặc biệt là cái tình hình hạn hán do cái El Nino ở trong cái vụ đông xuân năm 2015-2016 thì được rất nhiều những cái phương tiện thông tin đại chúng là nó nói đến, và những cái biểu hiện
mà của cái tình trạng mà do ảnh hưởng cái hạn hán, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino ở Đắk Lắk ấy, thì nó biểu hiện một cách rõ nét thế này. Qua cái qua số liệu quan trắc thì chúng tôi có thể nói thế này. Một đó là trong cái tháng 1 năm 2016 thì nó đã xảy ra những cái hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như là cái ngày 17 tháng 1 ấy là nó xảy ra một cái trận mưa trái mùa ở diện rộng. Cái lượng mưa nó phổ biến cỡ vào khoảng từ 10 đến 40mm trên diện rộng. Đó là cái biểu hiện mà thất thường của biến đổi khí hậu. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái nhiệt độ lạnh nhất trong năm, nếu đúng theo quy luật của nó thì nó sẽ rơi vào cuối tháng 12, đầu tháng 1. Đấy. Thế nhưng năm nay do biến đổi khí hậu toàn cầu, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino thì cái thời kỳ lạnh nhất không phải như thế nữa, mà lại rơi vào ngày mùng 8 tháng 2. Nhiệt độ hạ xuống thấp, rất thấp. Cụ thể như ở khu vực là cái trạm khí tượng Buôn Hồ, người ta đã đo được cỡ 10,1 độ C. Ở trạm Hè Leo đo được 10,3 độ C. Đấy. Cái thứ ba phải nói đến cái sự biến đổi khí hậu, nó thể hiện cái sự biến đổi khí hậu ở Đắk Lắk này. Đó là cái dòng chảy mặt ấy, ở trên phổ biến ở các sông suối trên tỉnh Đắk Lắk ấy, là thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 50 đến 70%. So với trung bình nhiều năm. Và so với năm 2015 á, là cái dòng chảy mặt á, là nó thấp hơn cỡ vào khoảng từ 30-50%. Mực nước ngầm là thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2015, từ trung bình dao động từ 3-6 mét. Đấy, đấy là những cái biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu, nó đã được thể hiện rất rõ nét ở trên tỉnh Đắk Lắk như vậy. Thế cho nên là do cái biến đổi khí hậu toàn cầu, cái hạn hán chắc chắn nó xảy ra mà ngày càng hết sức khốc liệt hơn, và cái hạn hán đó nó đã tác động đến cái đời sống, cái sản xuất của bà con nông dân như vừa rồi chúng ta đã xem, đúng không ạ? Thế thì cái này mà nói thì về mặt tình cảm thì rõ ràng là chúng ta chia sẻ với những cái người mà người ta dính vào những cái chuyện đó, thì rõ ràng người ta sẽ thiệt đơn thiệt kép, người ta về đời sống kinh tế thì hết sức khó khăn. Nhưng ở đây cũng phải nói rằng ấy là thế này, trong cái phóng sự vừa rồi tôi nghe ấy, thì thấy rằng ấy là có phỏng vấn của cái anh nông dân đó là: thế anh có biết được cái dự báo cái hạn hán này không? Thì anh ta nói rằng ấy là không biết, đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái này thì chúng ta phải xem xét lại cái vấn đề tuyên truyền của toàn xã hội, đúng không? Thì tôi phải khẳng định rằng cái vấn đề là El Nino đã được cảnh báo từ sớm. Cụ thể là ngành khí tượng thủy văn đã cảnh báo cái hiện tượng El Nino xảy ra ngay từ hồi tháng 5, tháng 6 năm 2015. Và đã nói rằng cái El Nino này là cái El Nino mạnh về cường độ là tương đương năm 1997-98. Và cái thời gian kéo dài nó còn vượt qua 97-98. Và nó đạt kỷ lục là chưa từng xảy ra trong 50 năm nay. Tất cả các phương tiện thông tin ở chúng ta nói đến rồi. Và thậm chí là đích thân là Phó Thủ tướng là đã chỉ đạo hội nghị trực tuyến để giải quyết vấn đề này. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào tháng 10, ngày 13 tháng 10, tôi nhớ ngày 13 tháng 10, đã ra một cái chỉ thị số 13, đã chỉ đạo rất sớm cái tình hình khô hạn này. Đấy, rồi tiếp đến là vừa rồi là tháng 1 là đã thành lập những cái tiểu ban chống hạn. Đấy, để rõ ràng mà nói là rõ ràng mà chúng ta phải nói rằng là cái vấn đề quan tâm, chỉ đạo để chống hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải là rất kiên quyết, kịp thời và chính xác. Vấn đề rồi tôi thấy rằng ở đây cái vấn đề trong công tác tuyên truyền là Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, và cụ thể là chỉ đạo cái ban phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai là đã tổ chức tập huấn cho cán bộ các thôn buôn xã một cái tập huấn riêng, ngoài những cái mà tập huấn thông thường về cái biến đổi khí hậu thì có một cái cuộc tập huấn riêng là về cái tình hình đối phó với hạn hán do El Nino xảy ra. Trong có hai đợt tập huấn mà tôi cũng đã tham dự để giảng cái vấn đề này. Thế thì như vậy là tôi cho rằng đối với mặt chính quyền là làm như vậy hết sức kịp thời. Thế nhưng là chưa hiểu tại sao, mà tại sao lại cái Ecmut thì tôi nghĩ là cũng chưa phải vùng sâu vùng xa lắm, nhưng tại sao lại không đến được cái thông tin này? Thì tôi thấy là cũng rất là chúng ta phải xem xét lại. Thì cái này thì tôi nghĩ rằng dưới góc cạnh của những cái người mà làm chuyên môn thì tôi thấy rằng là chúng ta phải xem xét lại cái vấn đề này. Vâng.
Cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Văn Xứng, còn là kỹ sư Trương Quốc Huy. Lúc nãy thì ngay từ đầu chương trình thì kỹ sư Trương Quốc Huy cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện của chúng ta, đúng không ạ? Và có chia sẻ là thật sự là xót xa cho cái kết quả mà bà con nông dân nhận được vào lúc này. Còn bây giờ sau khi đã xem xong phóng sự thì kỹ sư Trương Quốc Huy có ý kiến gì ạ? Qua cái phóng sự vừa rồi thì tôi thấy rằng là bà con nông dân cũng đã nghĩa là về cái thông tin mà cập nhật cái thông tin về cái biến đổi khí hậu và những cái ảnh hưởng cái tác động của biến đổi khí hậu thì bà con một số bà con nông dân là không có nắm kỹ và ngay từ đầu vụ thì trong những cái số trước thì những cái cơ quan chuyên môn á, thì cũng đã có sự khuyến cáo với bà con nông dân và không phải riêng cái tỉnh Đắk Lắk chúng ta mà còn những cái tỉnh khác ở Tây Nguyên cũng cắt giảm cái về cái sự xuống giống của cái trong cái vụ đông xuân. Tuy nhiên thì có những cái vấn đề gì, như thế nào đó nhưng mà bà con nông dân không cập nhật và chính cái điều này nó ảnh hưởng tới trong quá trình sản xuất. Thực sự mà thiếu nước thì rõ ràng là cây lúa không có thể mà phát triển, không phải riêng cây lúa mà tất cả những loại cây trồng khác nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Mà điều này nó ảnh hưởng tới cái thu nhập của bà con nông dân. Chính vì vậy mà theo tôi nghĩ rằng cái bà con nông dân cần phải có những cái cập nhật thường xuyên về cái biến đổi khí hậu và chủ động trong cái vấn đề biết được cái những cái tác động đó mà chúng ta có những cái biện pháp mà cùng với các cơ quan ban ngành mà có thể là để giải quyết vấn đề này về lâu về dài. Vâng, và qua đó thì chúng ta sẽ giảm nhẹ được những cái thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, đúng không ạ? Còn ý kiến của kỹ sư Trần Quang Cường thì sao ạ? Vâng, kính thưa chị Nhà, kính thưa bà con nông dân thì sự thật là một sự thật rất là đau lòng. Tại vì bà con nông dân đã đầu tư rất là nhiều trong cái quá trình sản xuất thì mong muốn cuối cùng là để thu về những cái hạt lúa và đem về miếng cơm ăn áo cho bà con nông dân. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là đến cái thời điểm này bà con nông dân đã đầu tư rất là nhiều rồi nhưng mà thu lại chỉ là để cho bò ăn thôi. Thì chắc chắn là vấn đề nó tác động không nhỏ tới cái kinh tế của bà con nông dân. Và cái vấn đề hạn như anh Xứng nói thì vừa rồi đó, thì thực sự hiện nay là đang là một đề tài nóng hổi. Hầu như chúng ta sẽ dễ bắt gặp rất là nhiều nơi và không chỉ ngay tại bây giờ mà từ thời điểm năm 2015 thì cái việc hạn hán cũng đã diễn ra rất là trầm trọng và rất là nhiều vùng lúa cũng đã trồng lúa và đã bị khô hạn và cơ quan chức năng cũng đã khuyến cáo tại những vùng đó thì bà con mình có thể chuyển đổi cây trồng hoặc là không nên trồng. Thì chính vì vậy thì cái việc mà làm sao bà con nông dân mình khi mà nắm được thông tin á, thì cần phải có những cái thay đổi phù hợp trong cái điều kiện mà cái biến đổi khí hậu thời tiết nó diễn ra phức tạp như hiện nay thì cũng rất là chia sẻ với bà con nông dân, tuy nhiên cũng mong muốn bà con nông dân là làm sao đó điều chỉnh cái cơ cấu sản xuất cho nó phù hợp để làm sao mà nó giảm được những cái tác động bất lợi nhất của điều kiện thời tiết. Cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Và chúng ta vừa thấy là hạn hán thì đã làm cho cây lúa không thể phát triển được, đúng không ạ? Và hạn hán không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn tiếp diễn trên cây cà phê nữa. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với câu chuyện tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Sĩ Cường ở thôn 2, xã Chư Xuê, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Xin chào anh Cường ạ. Gia đình anh có bao nhiêu hecta cà phê ạ? Được hơn 1 hect. Hơn 1 hect. Anh Cường đã chăm sóc cho cây cà phê từ bao nhiêu lâu rồi ạ? Trong cách đây khoảng độ 23 năm nè. 23 năm thì với cái kinh nghiệm chăm sóc cà phê của anh thì vào thời điểm này thì anh thường làm những công việc gì? Và thời điểm này tất nhiên là giữa bắt đầu và vào cái thời mà nó thời điểm này là thời điểm khô nóng. Mà thời tiết thì biến đổi từng năm. Mỗi năm mỗi khác. Cho nên khi mà thời điểm này là cây cà đã ra bông hết rồi thì tưới nước như hồi xưa là nước còn nhiều thì cứ tưới, mỗi lần tưới thoải mái. Tưới không có nghĩa là nhiều hay ít nhưng bây giờ là phải tiết kiệm nước. Tưới vừa phải đúng cái thời điểm cho nó khi nào cây cà cảm thấy cần nước mới tưới. Thì cho nó đỡ bớt đi cái chi phí, chứ còn cà thì rẻ. Vâng, năm 2015 thì cũng là một năm mà gặp khó khăn cho người trồng cà phê khi mà khô hạn diễn ra khá là khốc liệt, đúng không ạ? Nhưng mà năm 2016 thì lại được dự báo là tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài hơn. Thời tiết thì ngày càng có nhiều bất lợi cho người sản xuất nông nghiệp. Với người trồng cà phê lâu năm như anh thì anh nhận định như thế nào về điều này? Rất là khó khăn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi nước thì bây giờ có nhiều chỗ phải đi khoan cả trăm mét, thậm chí không có nước. Mà còn như khu vực này là
đợt đầu thì còn có nước tưới, nhưng mà khả năng khoảng độ khoảng một tháng nữa mà nếu mà người ta tưới không có cứ ồ ạt thi nhau mà tưới, cứ sợ cà héo hư tưới là coi như không còn nước để tưới nữa. Mà tới giai đoạn mà cái giai đoạn mà giáp khoảng độ 1-2 tháng là mà nó nắng hung á, thì lúc đó cực kỳ khó khăn. Cho nên là tốt nhất là mỗi người tưới một cách, nếu mà cùng nhau mà tưới giữ đúng đợt, tưới vừa phải, đừng lãng phí nước thì có thể nó đỡ hơn nhiều. Một cái khó khăn nữa cho bà con nông dân là trong cái thời điểm sau thu hoạch vừa qua thì cũng đã có những cơn mưa, và rất nhiều bà con trồng cà phê thì lại rất là thắc mắc trong cái việc là chăm sóc cho cà phê trong cái tình hình điều kiện thời tiết như thế. Còn riêng đối với gia đình anh thì cái với cái kiểu hình thái thời tiết như thế thì anh đã chăm sóc vườn cà phê nhà mình như thì thế nào? Như anh nói là anh tùy theo cái tình trạng của cà. Ví dụ như những cây cà phê mà nó ra nhiều bông mà nó cảm thấy nó bị héo, nó không đủ được lực bông bông thì mình tưới sơ qua cho nó. Còn nếu những cái cây thật ra nếu nó mưa những cái mưa đó mà cây cà nó vẫn còn tươi thì nó vẫn đủ sức bung, nó bung ví dụ 30% hay là bao nhiêu đó là nó bung, không bao giờ nó hư. Nếu mình tưới đuổi mà tưới không khéo liền hư những cái bông nhỏ kia luôn, nó rất là khó. Cho nên là cái đó là cái kinh nghiệm của người nông dân, tùy theo mỗi người thôi. Nhà hầu hết tốt nhất là không nên, nếu mà cây cà còn xanh đó, là đừng có tưới. Theo anh là để sản xuất cà phê một cách bền vững trong cái điều kiện thời tiết đang ngày càng khô hạn như hiện nay thì bà con nông dân cần phải thực hiện tốt những cái khâu nào trong chăm sóc cà phê? Chú già, nói chung là rất là nhiều vấn đề, đúng không? Nếu chăm sóc cà phê mà làm thì theo kinh nghiệm của tôi thì cũng 20 mấy năm rồi. Làm thì mỗi năm thời tiết mỗi khác, làm là phải tùy theo cái tình trạng của cây, rồi những cái cây bây giờ là giống những hồi xưa cũ là nên thay những cái giống nó chịu hạn. Rồi với lại thì cái sự thay đổi thời tiết bất thường mà mình để mới làm mới có năng suất được. Còn làm mà cứ theo cái trồng ra rồi đó, cái bón phân chăm sóc cũng bình thường, nếu mà không có cái tư duy về cái đất, về cái nước, về cái phân bón thì rõ ràng là rất là khó khăn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Không chỉ khó khăn trong chăm sóc cây cà phê do thời tiết thay đổi thất thường, người trồng cà phê tại Đắk Lắk còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nước tưới. Hôm nay báo cáo với anh chị em là rất là hạn, bởi vì mỗi năm là những cái diện của tôi là tưới báo con đợt là không cạn, mà năm nay là tưới đợt hai là cạn, là phải đào thêm nên nước ngầm là nó cũng tụt rất là sâu, nên là tình hình là nước tưới cà phê là cũng rất căng. Nếu mà đợt ba là một nhớt nhiều diện tích là cũng còn nước tưới. Thì theo những người dân hiện nay đấy thì bây giờ đã là tháng giêng, gần cuối tháng giêng âm lịch rồi. Thế mà gió đông vẫn thổi mạnh như thế này mà nắng vẫn có vẻ vẫn căng hơn mọi năm, thì theo như gia đình tôi thì nếu như cứ thế này tiếp diễn thì trời không mưa thì chắc chắn là lượng nước thiếu hụt thì chắc chắn là phải khoan thêm giếng, thì người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Nói chung là thời tiết hôm nay, năm nay là 2016 này, thời tiết nó rất thất thường. Chính vì vậy mà sau bệnh dịch bệnh nó phát sinh ra nhiều, nhất là bệnh rỉ sét, nấm hồng với là nứt thân. Hiện nay là bà con đã tưới đợt tư rồi. Cho nên mà hiện nay thấy cái dẹp sáp thì không nói, mà nhất là rỉ sét nó phát triển mạnh. Có năm bệnh là chỉ nắng mưa thất thường á, nó nắng mưa mà kiểu cái hồi thỉnh thoảng nó có lượng mưa khùng, cho nên nó thất thường, cho nên dịch bệnh nó hay nhiều. Khó khăn trồng chất khó khăn, người trồng cà phê thời gian qua không mấy vui khi giá đang ngày càng giảm, thì thời tiết bất thuận, khô hạn đến sớm càng khiến họ không mấy mặn mà với cây cà phê. Chủ động biện pháp giúp cây cà phê thích ứng với tình hình khô hạn kéo dài sẽ giúp người trồng cà phê yên tâm trong sản xuất loại cây trồng mang thương hiệu Buôn Ma Thuột này. Vâng, chúng ta vừa theo dõi phóng sự và tất cả quý vị khách mời ở đây thì cũng đã thấy là mặc dù mới đến thời điểm này thôi nhưng mà đã có vùng thì bà con đã phải đào giếng để có thể phục vụ được cái nhu cầu nước tưới cho cây cà phê. Ông Bùi Văn Xứng, ông có thể có một cái so sánh để cho chúng tôi thấy được là cái sự suy giảm nguồn nước nó như thế nào giữa năm nay và năm ngoái so với cùng thời điểm ạ? Vâng, cái phóng sự vừa rồi thì trong tất cả những người sản xuất cây cà phê thì đều nói lên cái hạn hán, thiếu nước tưới cho cây cà phê. Thì nhân đây thì tôi cũng cung cấp cho bà con nông dân và tất cả quý vị đang xem cái truyền hình ấy là cái tình hình hạn hán hiện nay đối với tỉnh Đắk Lắk ta. Cái cập nhật sớm nhất là vào ngày 5 tháng 3, nên là cách đây khoảng 2 ngày thôi, là tình hình hạn hán ở Đắk Lắk như thế này. Cái thứ nhất ấy, là theo báo cáo của tất cả các địa phương mà gửi về cái Ban Phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai tỉnh ấy, thì tính đến ngày 5 tháng 3 thì trên toàn tỉnh thì có khoảng 8.507 hectare cây trồng bị hạn. Trong đó
là cái lúa nước ấy, là gồm có 1.112 hecta, mất trắng là 214 hecta lúa nước bị mất trắng đấy. Cây cà phê ấy, thì bị hạn diện tích cỡ vào khoảng là 7.395 hecta. Cái số lượng mà cái diện tích hạn này là chủ yếu xảy ra ở những cái vùng mà cây cà phê này là dựa vào cái nguồn nước tưới là giếng hoặc là những cái dòng suối tự nhiên hay là những cái hồ đập thủy lợi nhỏ thì hiện nay đã bị hạn như vậy rồi. Đặc biệt là những theo số liệu báo cáo về là hiện nay cỡ khoảng 5.300 hộ ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phân bố ở các huyện Buôn Đôn, E Leo, Krông Búc, Chư Mờ Nga, Krông Bông, Krông Năng là không nói đến nước sinh hoạt nữa mà nói đến sản xuất nữa mà đang thiếu nước sinh hoạt, nghĩa là không có nước ăn nữa. Đấy, cái tình hình như hạn hán như hiện nay nó như thế. Và mà tính đến thời điểm này mới chỉ là cỡ vào là trung tuần tháng 3, phải không? Trung tuần tháng 3 mà thôi. Đấy. Chứ là nếu mà như cũng như là cái khuyến cáo cái nhận định của bên ngành khí tượng thủy văn đó là cái El Nino này á là nó còn kéo dài đến tháng 4, tháng 5, thậm chí đến tháng 6. Đấy, nó kéo dài như thế. Cho nên chính vì vậy cái diễn biến của cái khắc nghiệt của cái hạn hán này là tiếp tục tăng lên, càng ngày càng khắc nghiệt, khốc liệt hơn. Đấy. Thế thì nó biểu hiện ở một cái chỗ như nãy là cũng ngay từ ban đầu mà tôi đã nói rồi là những cái ví dụ như cái nước cái mạch nước ngầm nhá thì bị tụt hơn so với năm 2015 là từ 3 mét đến 6 mét cơ. Đấy thì tụt thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó là cái nguyên nhân là hạn hán, chúng ta đang nói như vậy là hạn hán. Cái thứ hai là cái dòng chảy mạch. Đấy, là hụt hơn so với trung bình nhiều năm là từ 5 đến 70%, chúng ta nghĩ là khủng khiếp. Đó. Và so với năm ngoái là 2015 ấy, thì chúng ta bị thiếu hụt đi từ khoảng 30 đến 50%. Đấy. Và dự báo trong thời gian tới này là về các yếu tố khí tượng thủy văn này thì hết sức thất thường và ngày càng biểu hiện những bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là các cấp chính quyền và tất cả những các anh ngồi đây ấy, là đặc biệt đối với chỗ anh Hồng chẳng hạn đấy, thì anh có những cái gì mà khuyến cáo cho bà con nông dân để làm sao người ta khắc phục được cái tình trạng mà trong cái thời gian hạn hán này. Thế còn bên dưới còn bên chỗ bên của tôi ấy, thì tôi chỉ đưa ra những lời mà nhận định về mặt biến đổi khí hậu thôi. Thế còn đối với chuyên ngành mà sản xuất thì nhờ đến các anh tư vấn hộ, đúng không ạ? Thế còn cái phần mà nhận định về mặt khuyến cáo về mặt khí hậu, những diễn biến tiếp theo trong thời gian tới này thì tôi xin để lại phần sau. Cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Văn Xứng và xin mời tiến sĩ Trương Hồng ạ. Vâng, theo cái thông tin từ đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk mà cụ thể là anh Xứng vừa mới trình bày thì chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng thời tiết cực đoan ngày nó xảy ra càng nghiêm trọng hơn do cái hậu quả của cái biến đổi khí hậu, và điều này nó làm cho cái sản xuất nông nghiệp chúng ta bị ảnh hưởng. Mà đặc biệt là đối với tỉnh Đắk Lắk chúng ta, nơi mà nông dân chủ yếu là trồng những cái cây công nghiệp dài ngày mà có nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao, rất là cao. Thế thì để mà chúng ta từng bước thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là làm thế nào để mà chúng ta sản xuất các loại cây trồng nó đạt được cái hiệu quả mong muốn, thì có lẽ là chúng ta trước hết là chúng ta cần phải về mặt nhận thức, chúng ta phải nhận thức rất là rõ là cái biến đổi khí hậu nó không phải chừa bất cứ một ai cả, và nó là hiện tượng khách quan, chúng ta khó có thể mà chúng ta là ngăn ngừa được, mà chúng ta chỉ làm thế nào để thích ứng thôi. Thế thì đứng đối với cây lúa chẳng hạn thì rõ ràng thì chúng ta cũng phải bám sát những cái thông tin dự báo về thời tiết khí hậu để chúng ta có cái định hướng chuyển dịch cái cơ cấu mùa vụ thế nào cho nó hợp lý. Ví dụ như cái phòng trừ đầu tiên chúng ta thấy là năm ngoái thì nó ít hàng hơn, năm nay nó hàng nhiều hơn và nó khô hơn, là không còn nước. Nếu chúng ta tiếp cận được những thông tin về dự báo thời tiết khí hậu nó tốt thì chúng ta có cái định hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển sang trồng cái trồng khác nó có nhu cầu nước nó ít hơn, thì chúng ta sẽ đạt được cái, nó sẽ tránh được cái rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Còn đối với các loại cây trồng dài ngày ví dụ như cà phê, hồ tiêu thì chúng ta áp dụng thì một hệ thống giải pháp kỹ thuật tổng hợp. Thì có lẽ tôi không nói nhiều, nhưng mà cái liên quan đến cái chuyện mà chúng ta dùng nước á, ví dụ đổ cà phê thì chúng ta nên tưới nước tiết kiệm,
Thì cái phóng sự vừa rồi thì mặc dù chúng ta thấy là nước là khó khăn đấy, nhưng mà nông dân tưới nước như vậy là rất là lãng phí, rất là lãng phí. Thì hiện nay là có những cái kết quả nghiên cứu thì cũng đã giới thiệu cho bà con nông dân rồi, mà hiện nay đang lắc cũng là nhiều, rất là nhiều nông dân áp dụng cái mô hình tưới tiết kiệm. Tưới tiết kiệm thì chúng ta có thể tiết kiệm được lượng nước tưới khoảng 30% so với bình thường, và điều này nó giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng nước hiệu quả hơn, và cũng có thể là chúng ta chia sẻ cái nguồn nước cho những người khác. Nếu chúng ta dùng nhiều thì người khác sẽ ít dùng nước hơn. Thì ngoài đối với cái tiêu của vậy thì tôi nghĩ là chúng ta có thể là cùng nhau để mà chia sẻ cái sử dụng nguồn tài nguyên nước thế nào nó có hiệu quả trong bối cảnh mà cái biến đổi khí hậu nó xảy ra ngày càng nghiêm trọng hiện nay. Vâng, cảm ơn cái phần chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời của chương trình thì chúng tôi mời quý vị, bà con và các bạn sẽ cùng giải lao trong giây lát. Chúc mừng thuốc bổ gan Boganic của Chafaco vinh dự đoạt danh hiệu ngôi sao thuốc Việt do Bộ Y tế bình chọn. Boganic, bổ gan, giải độc, mát gan. Thuốc bổ gan Boganic, 15 năm vì sức khỏe Việt. Cuộc sống bỗng trở nên phức tạp vì nhớ nhớ, quên quên. Serratong của Chafaco được làm từ đinh lăng trồng theo GACP, WHO. Serratong giúp tăng lưu lượng tuần hoàn não, phòng và điều trị hiệu quả suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Serratong điều trị hiệu quả suy giảm trí nhớ. Nắng như nung, bà con nông dân hoang mang vì mùa khô thiếu nước. Cây cà phê khô héo suy kiệt. Đã có đầu trong mùa khô, giải pháp tối ưu cho cây cà phê. Đầu trong mùa khô giúp cây phục hồi nhanh, hoa nở đều, tăng khả năng đậu quả, hạn chế rụt trái non, tăng sức chống chịu với khô hạn giá rét. Đầu trong mùa khô, khởi đầu tốt đẹp cho niên vụ mới. Đặc trị điện sắt, nấm hồng, bảo vệ bộ lá, tối ưu năng suất và chất lượng cà phê. Anvin, danh tiếng lẫy lừng. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Kỹ sư Trần Văn Cường, lúc nãy mà theo dõi phóng sự thì chúng ta cũng có thấy là bà con nông dân có nhắc đến vấn đề là với cái thời tiết như vậy thì nó phát sinh rất là nhiều các loại sâu bệnh hại. Kỹ sư Trần Quang Cường có thể tư vấn cho bà con cách chăm sóc vườn cây vào lúc này, đặc biệt là trên cây cà phê ạ. Kính thưa bà con nông dân, thì trước những cái điều kiện mà nó thay đổi của cái thời tiết cũng như là cái môi trường thì chắc chắn là cái việc quản lý dịch hại của bà con nó cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi để thích nghi với những cái điều kiện đó. Thì mà để mà hạn chế được cái dịch hại tấn công thì chắc chắn đầu tiên là chúng ta phải quản lý, chúng ta phải xử lý từ gốc. Đầu tiên làm gì thì làm chứ cái cây cà phê, cây tiêu hoặc là ngay cây lúa của bà con cũng vậy. Bà con cần phải tạo điều kiện cho nó, chăm sóc cho nó sinh trưởng và phát triển tốt. Thì từ đó cái sức đề kháng nó sẽ tốt và nó sẽ hạn chế được sâu bệnh. Ví dụ như chế độ phân bón của bà con nó phải đầy đủ này, chế độ nước nuôi của bà con cũng phải hợp lý. Thì khi đó chắc chắn thì cái vấn đề sâu bệnh hại nó sẽ giảm trên cái vườn của bà con. Như cái phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là một số nông dân cũng có thể chia sẻ là ví dụ như trên cái vườn cà phê của bà con mình đó, trong cái thời điểm này thì nó sẽ xuất hiện một số cái dịch hại, nó gây hại trên vườn cà phê của bà con. Ví dụ như là hồi nãy là tôi nghe được chia sẻ đó là cái bệnh rì sắt đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó là đối tượng lệp sáp. Thì cái rì sắt thì như bà con mình thấy được vừa rồi, bà con mình thấy được là có những cái biến đổi của thời tiết, ví dụ như trời nắng như vậy nhưng mà nó vẫn xuất hiện những cái mưa phùn nó nhỏ nhỏ đâu đó, thì khi đó nó có thể là vô tình nó tạo cái độ ẩm cho cái nấm bệnh nó phát triển. Chính vì vậy bà con, một trong những cái điều kiện đó nữa, bà con mình cũng cần phải thăm vườn thường xuyên. Nếu như phát hiện dịch hại thì chúng ta cần phải có biện pháp để xử lý. Thì đối với cái rì sắt hoặc nấm hồng thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm Anvin 5SC của công ty Sienta. Thì với cái liều lượng là bà con mình có thể sử dụng là 500ml Anvin, bà con hòa cho 200ml nước và bà con phun kỹ cho tán cây cà phê. Còn đối với lệp sáp thì đây là một đối tượng thực sự là nó gây hại rất là mạnh trong cái điều kiện mùa khô này. Chính vì vậy bà con mình cần phải đi thăm vườn, và khi mà phát hiện lệp sáp tới cái ngưỡng gây hại ấy, thì bà con mình cần phải có những cái biện pháp quản lý bằng thuốc bảo vệ thực vật. Và công ty Sienta cũng có hai cái sản phẩm có thể giúp cho bà con quản lý tốt cái lệp sáp này, đó là cái sản phẩm Celestron và cái sản phẩm Polytin. Thì với hai sản phẩm này bà con mình có thể sử dụng cái liều lượng là 500ml
polythene hoặc xelit rong, bà con hòa cho phi 200 lít nước và bà con có thể phun trên cây. Khi mà phát hiện rệp sáp trên cây hoặc là dưới gốc thì bà con mình có thể áp sử dụng cái biện pháp mà phun hoặc là tưới dưới gốc để quản lý cái rệp sáp. Và lưu ý với bà con là làm gì thì làm, chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc 4 đúng khi chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì lúc đó nó mới quản lý tốt cái dịch hại cũng như là an toàn cho sức khỏe của bà con và môi trường. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Trần Quang Cường. Và với cái tình hình cái thời tiết như thế thì các loại cây trồng của chúng ta thì dễ bị các loại sâu bệnh hại tấn công. Vậy thì chúng ta phải bổ sung cái nguồn dinh dưỡng như thế nào để giúp cây trồng có thêm sức đề kháng? Xin mời kỹ sư Trương Quốc Huy ạ. Xin cảm ơn chị Nhàn. Thì bây giờ thực sự là ngay từ năm 2015 thì cái sự ảnh hưởng của cái biến đổi khí hậu nó cũng đã tác động tới cái việc mà canh tác trên cây cà phê, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên. Thì từ năm 2015 thì đối với công ty cổ phần Phong Phong Điền cũng đã có nhận định là cái sự tác động của các yếu tố khí hậu nó tác động tới cái sự sinh trưởng phát triển của cây cà phê và các loại cây trồng ở khu vực Tây Nguyên. Và từ đó là công ty cũng xây dựng cái vườn thực nghiệm tại công ty và để ứng dụng những cái khoa học kết hợp với các viện trường và để nhập về một số cái hoạt chất để thử nghiệm ở trong cái vườn thực nghiệm. Ngay từ cái thời điểm đó là công ty cũng đã nhận định là cái sự khó khăn trong cái việc mà biến đổi khí hậu nó tác động với cây trồng như thế nào. Và từ năm 2015 tới thời điểm hiện nay thì công ty cổ phần Phong Phong Điền cũng đã đưa ra một số sản phẩm để nó phù hợp hơn cho cái tình hình thời tiết mà biến đổi khí hậu như là trong cái năm 2015 và tới năm 2016. Tới thời điểm này thì bà con nông dân cũng đã tưới cái đợt 3 rồi, có trong cái phóng sự cũng đã có tưới đợt 4 rồi. Thì ngay từ cái đợt đầu tiên thì chúng tôi cũng đã có khuyến cáo là sau khi chúng ta thu hoạch và cái đợt bung hoa đầu tiên thì trong khi chúng ta tưới cần phải bổ sung cái lượng dinh dưỡng là cái đầu trâu mùa khô, là với cái hàm lượng là nó phù hợp trong cái để tạo điều kiện cho cây cà phê nó vừa ra hoa mà vừa có đủ dinh dưỡng để nuôi hoa sau khi quá trình ra hoa. Sau đó là từ 20 tới 25 ngày sau khi mà chúng ta tưới thì chúng ta cũng phải cung cấp một cái lượng dinh dưỡng nữa, là đó là cái giai đoạn này là giai đoạn rất quan trọng, là chúng ta bón có thể là từ 2 lạng tới 2 lạng rưỡi cái đầu cho mùa khô. Và để mà đúng theo cái quy trình mà phát triển cái cây cà phê mà cái quả nó tới một cái giai đoạn phát triển, thì qua cái giai đoạn mà từ giai đoạn đầu đinh mà chuyển qua cái giai đoạn mà phát triển nhanh và thể tích thì rõ ràng mà mùa khô kéo dài như thế là bà con nông dân tưới được 4, có thể là tưới được 5 luôn. Thì cái điều này là cái yếu tố nước là nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta bón phân. Thì cái xu hướng của theo cái cách mà nghiên cứu của bên công ty của phân bón Bình Điền cùng với các nhà khoa học, thì bà con nông dân chúng ta là cần càng ngày càng phải thích ứng được với cái điều kiện thời tiết đó, là để chăm sóc cho cái vườn cà phê chúng ta nó ngày càng tốt hơn. Thì hiện nay là cái tiến bộ mà tưới nước tiết kiệm như là anh tiến sĩ Trương Hồng vừa rồi có nói, thì chúng ta có thể ứng dụng cái tiến bộ đó trong cái cách tưới, và nó vừa giảm được cái chi phí phân bón, vừa giảm được cái chi phí công của chúng ta bỏ ra, và tăng cái hiệu quả cho trong quá trình mà sản xuất cây cà phê. Đối với công ty cổ phần Phong Bón Điền thì hiện nay tất cả các sản phẩm mà cuối mùa khô hoặc là đầu mùa mưa là đều có những sản phẩm mà chạy trên cái dây chuyền ure hóa lỏng, rất thuận lợi cho cái việc mà bà con nông dân tưới nhỏ giọt hoặc là bà con tưới tiết kiệm để mà tận dụng được cái giảm được cái lượng phân bón mà nó giảm chi phí đầu tư cho bà con. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Trương Quốc Huy. Và cũng xin được nhắc lại với bà con, quý vị và các bạn số điện thoại của chương trình. Số điện thoại để được các vị khách mời trong trường quay tư vấn đó là 0500-6256-777, 0906-567471 và 0917-504-0447. Và bà con, quý vị và các bạn cũng đừng quên số điện thoại để chia sẻ những kinh nghiệm hay trong trồng trọt hoặc chăn nuôi, hoặc là những thắc mắc của bà con trong vấn đề chăm sóc cho các loại cây trồng vật nuôi, thì hãy gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại của chương trình đó là 0500-3606-6083. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả Khải ở E Tân, Krông Năng, số điện thoại
0932 47 2643 có hỏi như sau. Tôi tưới cà phê đợt 1 cách đây 20 ngày thì có nên tưới lại hay chưa? Và lượng nước tưới cho một hố là bao nhiêu? Xin mời tiến sĩ Trương Hồng sẽ tư vấn cho khán giả Crom Năng ạ. Vâng, xin chào anh Khải ạ. Thì như anh nếu câu hỏi là tưới lần 1 rồi, bây giờ đã được 20 ngày, bây giờ có nên tưới lần 2 chưa? Thì nhìn nếu như trước đây mà nguồn nước dồi dào thì có thể là chúng ta tranh thủ ta tưới được, nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi khuyến cáo là anh nên theo dõi cái tình trạng vườn cây. Chứ không phải nhất thiết là cứ đến 20 ngày là cho ta tưới hoặc 30 ngày cho ta tưới, mà nó tùy tình hình cái vườn cây. Ví dụ như chúng ta có vườn cây mà có cây trà bóng, cây đà rừng nó đầy đủ, hoặc là ta tủ gốc tốt, thì cái thời chu kỳ tưới giữa lần 1 và lần 2 thì có thể kéo dài từ 30 cho đến 40 ngày tùy điều kiện. Nhưng mà tốt nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi thì anh nên nhìn cái vườn cây của mình. Nếu mà cây cà phê nó bắt đầu héo rũ thì chúng ta có thể tưới lại được, mà còn nếu mà chưa héo rũ thì chúng ta chưa nên tưới. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Câu hỏi của khán giả ở thành phố Buôn Ma Thuột, số điện thoại 0914056356 có hỏi như sau. Trung tâm khí tượng thủy văn có đưa vào dự báo, có đưa dự báo về với các xã huyện để khuyến cáo cho bà con hay không? Có thể dự báo thời tiết chi tiết hơn cho từng địa phương hay không? Và có cách nào để cho người sản xuất theo dõi được dự báo thời tiết của địa phương mình sống từng ngày ạ? Xin mời ông Hồ Văn Sướng ạ. Vâng, cảm ơn một cái câu hỏi này, mà cái câu hỏi này tôi cho là rất hay. Và trong tất cả những cái đợt tập huấn về để giảm nhẹ cái thiên tai thì tôi đều đề cập vấn đề này. Và cái vấn đề này trong tất cả những phóng sự thì lúc nào tôi cũng rất là băn khoăn, bởi vì thế này. Cái thứ nhất mà nói là cái sản phẩm dự báo của ngành khí tượng thủy văn, tôi chưa xét đến cái mức độ là chính xác bao nhiêu, phải không? Tôi chỉ cần nói đến cái sản phẩm nó ra thôi. Cái sản phẩm này đã làm ra mà không đưa đến tay người sử dụng thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Đó là một cái băn khoăn thứ nhất. Cái băn khoăn thứ hai, cái vấn đề thứ hai, còn bây giờ trả lời trực tiếp câu hỏi khán giả thì tôi trả lời thế này. Cái đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk á, thì hiện nay là nó có cái nhiệm vụ là dự báo về cái thời tiết khí hậu hạn ngắn, hạn vừa, hạn dài, và thậm chí dự báo cả khí hậu nữa. Đấy. Trong cái phạm vi của mình quản lý, nghĩa là ở trên địa bàn hành chính là tỉnh Đắk Lắk. Đó. Nghĩa là trên tất cả cái địa bàn tỉnh Đắk Lắk ấy, thì đài khí tượng thủy văn phải có cái nhiệm vụ dự báo. Và dự cho theo cái mà đánh giá của các nhà quản lý chuyên môn trong ngành, theo tiêu chuẩn ngành ấy, thì cái chất lượng dự báo khí tượng thủy văn ở tỉnh Đắk Lắk là tương đối tốt. Cụ thể là cái dự báo hạn ngắn ấy, thì bọn tôi có thể đạt được cỡ vào khoảng là 85-88%. Có nghĩa là 100 bản tin ấy, thì bọn tôi sai chỉ khoảng là 12-18 bản tin thôi. Đó. Đối với dự báo hạn vừa và hạn dài ấy, thì mức độ chính xác nó kém đi. Ví dụ như là đối với dự báo hạn vừa thì là bọn tôi chỉ đạt được cỡ vào khoảng là 75-78%. Đấy. Và cái mức độ này so sánh với khu vực và trên thế giới thì rõ ràng là chúng ta chưa đạt được. Nhưng so sánh với khu vực thì cái chất lượng dự báo này của cái đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk thì là cũng phải ngang tầm khu vực, chứ không đến mức độ nào kém lắm. Cho nên ở đây qua đây nói rằng là bà con nông dân nên mạnh dạn đấy là tìm hiểu và sử dụng những cái bản tin dự báo này. Và cũng như tất cả những cái bài viết ở trên báo mà tôi đã thường nói là khuyến cáo bà con đấy là cái dự báo mà để giúp ích cho bà con sản xuất đấy, và kể cả bà con sản xuất cũng như là các nhà lãnh đạo ấy, là không phải cái bản tin dự báo hạn ngắn 24 giờ mà dự báo trên này Đắk Lắk thường xuyên đâu, mà ở phải cái bản tin dự báo ít nhất là dự báo tuần và dự báo tháng, dự báo vụ. Có nghĩa là dự báo từ 10 ngày trở lên, đấy, rồi dự báo một tháng, dự báo vụ là dự báo số tháng, đấy, thì nó mới có cái tính chất là bà con có thể áp dụng cái này để đưa vào sản xuất được. Đấy. Và tôi cũng nói rằng thế này này, cái điều kiện mà dự báo khí tượng thủy văn hiện nay là nó mang cái tính chất là bao cấp, cho nên nó không phải tốn kém gì cả. Thế thì vừa rồi có một khán giả hỏi như vậy thì tôi cũng mạnh dạn trả lời rằng thế này này, nếu như là khán giả đó và cũng tất cả những người dân trong tỉnh Đắk Lắk này mà còn nếu có nhu cầu hỏi cái bản tin dự báo thời tiết ấy, thì cứ xin gọi thẳng về cái số máy là 0503 852196, sẽ có cán bộ trực và trả lời cụ thể. Và tôi thấy rằng này, nếu không biết khán giả ngay ở Ban Thuột mà tại sao lại hỏi như thế, là tôi thấy rằng thế này nhá, trong những năm vừa rồi là
rất nhiều khán giả ở vùng sâu vùng xa, người ta đã gọi điện trực tiếp đến cái đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk, người ta hỏi hết sức cụ thể. Và tôi cho rằng ấy là người ta áp dụng về cái bản tin là rất tốt. Tôi chưa nói, tôi lấy ví dụ thế này thôi, là người ta làm nhà vào khoảng cỡ khoảng tháng 5, tháng 6 gì đó. Đó, đến người ta đổ bê tông, người ta gọi cho tôi. Đó, gọi cho tôi, người ta hỏi thì từ lúc đó tôi phải cũng phải tư vấn thôi. Tôi hỏi cụ thể là bây giờ cái vị trí nhà anh ở địa bàn nào đấy, và anh làm cái gì đấy, thì tôi tư vấn cho đấy, thì rõ ràng là hiệu quả tương đối tốt và được rất là nhiều lời cảm ơn. Hoặc là biết của tôi nói là cái sản xuất gạch chẳng hạn, thì là ở chỗ Công Na chẳng hạn, rồi thường xuyên làm, rồi là ví dụ như thi công đường xá. Thế còn bây giờ này cái mà như cũng như ban đầu, bây giờ tôi nhắc lại một vấn đề là cái tại sao cái thông tin khí tượng thủy văn mà chưa đến được đến tất cả những người dân, và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa ấy, thì rõ ràng mà nói là cái này có cái trách nhiệm của ngành khí tượng thủy văn, nhưng bên này phải nói là cái trách nhiệm nữa là ở cái cơ quan mà mang tuyên truyền. Bởi vì thế này, cái cơ quan của khí tượng thủy văn chỉ có cái trách nhiệm là sản xuất ra bản tin và gửi bản tin theo quy định của ngành. Thế còn bây giờ đưa cái bản tin này đến từ vùng sâu vùng xa ấy, thì là cái nhiệm vụ của ai thì chúng ta phải làm rõ, đúng không? Và tôi nghĩ rằng là cái này là bà con chúng ta là có thể thế này. Cái hiện nay mà nói là trong cái mà chúng ta chưa làm rõ được cái này ấy, thì bà con có thể gọi thị điện thẳng về cái bên ngoan thôi chẳng hạn. Vâng, và hoặc là Bùi Văn Xứng thì có thể nhắc lại cái số điện thoại để bà con có thể liên hệ. Vâng, cái số điện thoại cứ gọi về là 0503 852196, vâng. Cái số máy bàn đấy thì vâng, coi như là sẽ có người trả lời trực tiếp tất cả mọi vấn đề. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Văn Xứng. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của khán giả Hạnh ở Nam Nông, Krông Nô, Đắk Nông. Số điện thoại 0947306795 có hỏi như sau: gia đình tôi có 2 hectare cà phê, hiện tại đang bị nắng hạn, vườn cà phê đang bị bùng phát bệnh rỉ sắt và nấm hồng, thì có nên phun thuốc hay không, hay là để mùa mưa thì mới tiến hành phun ạ? Xin mời kỹ sư Trần Quang Cường. Thưa chị Hạnh cũng như là bà con nông dân, thì một câu hỏi rất là vào đúng với trọng tâm là hiện nay là đang có cái bệnh rỉ sắt và nấm hồng rồi. Thì kính thưa bà con nông dân và thưa chị Hạnh, thì chắc chắn một vấn đề là khi mà như hồi nãy chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, khi mà đã phát hiện cái bệnh rồi thì cái điều đầu tiên là bắt buộc là chúng ta phải phòng và trừ nó. Và khi mà đã xuất hiện rồi thì chắc chắn là chúng ta phải trừ nó, đúng không ạ? Và để mà giúp cho chị quản lý tốt cái bệnh rỉ sắt và nấm hồng này, như hồi nãy tôi đã chia sẻ rồi ha, thì chị có thể sử dụng cái sản phẩm Anvin 5SC của công ty Sienta với cái liều lượng sử dụng là 500ml Anvin, chị hòa cho 200 lít nước và chị phun đều cho tán cây. Nhớ phun kỹ chị nhé, nếu như là cái áp lực của chị đang gây nặng trên cây cà phê. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của kỹ sư Trần Quang Cường. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình muốn mời quý vị khách mời cũng như là quý bà con chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Và trong phóng sự này thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cách mà một người nông dân đã thích ứng với cái hạn hán như thế nào. Xin mời đạo diễn Quốc Cường. Sự nóng lên do bức xạ nhiệt tăng, kéo theo đó nhu cầu nước trong sinh hoạt cũng như trồng trọt tăng cao. Đây cũng là thách thức lớn không chỉ của riêng ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Lúc này, ngoài các biện pháp tưới tiết kiệm, tưới đúng, đủ nhu cầu mà cây trồng cần, cũng sẽ góp phần điều tiết nguồn nước ổn định, tránh suy giảm nguồn nước ngầm. Bên cạnh đó, mỗi nông dân cần chủ động tìm biện pháp bảo vệ cây trồng phù hợp với điều kiện vùng miền đang là giải pháp tốt nhất trong tình hình hiện nay. Gia đình anh Nguyễn Trọng Long ở thôn 9, xã Chư Ni, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk có 5 sào tiêu. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng tiêu, nhưng theo anh Long, bên cạnh việc trồng cây tiêu đúng khoa học kỹ thuật, thì việc chủ động tìm biện pháp tránh thất thoát hơi nước cho cây trồng trong tình hình khô hạn hiện nay sẽ giúp người nông dân bảo vệ cây trồng của mình. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại vườn tiêu của gia đình anh Nguyễn Trọng Long ở thôn 9, xã Chư Ni, huyện Eka. Xin chào anh Nguyễn Trọng Long ạ. Anh có thể chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết là anh trồng tiêu được bao năm rồi ạ? Dạ, em mới trồng tiêu cách đây được khoảng 3 năm ạ. Cái kinh nghiệm của anh trong cái việc trồng tiêu như thế nào, anh có thể chia sẻ mọi người? Thì cái kinh nghiệm này thì cũng, mình thì vẫn đang trẻ tuổi nên cũng không dám nói về kinh nghiệm nhiều, nhưng mà theo xu hướng hiện nay thì cây tiêu đang có giá trị kinh tế rất lớn, thì mình cũng đang cố gắng để chuyển đổi cây trồng. Trước tiên mình phải chủ động cái nguồn nước. Ví dụ bây giờ hiện tại thì nguồn nước bây giờ đang rất là khan hiếm, mà bà con nông dân mình mà nếu mà cứ
chăm sóc cây tiêu nhưng mà tưới tắm không cách không đúng cách thì không điều chế được ngọn nguồn nước thì sẽ không giữ được cái bền lâu cho cây tiêu. Cũng theo nhiều người trồng tiêu đi trước thì cũng có nhiều kinh nghiệm truyền lại là cái bã mía thì nó giữ được ẩm tốt cho cây tiêu, thì mình cũng mua ít bã mía rồi về mình qua xử lý vi sinh rồi mình cũng ủ chải gốc để giữ độ ẩm. Mình mua cái lấm phân hủy vi sinh Chico Đập Ma thì mình qua thời gian xử lý thì mình ủ khoảng 2-3 tháng, sau đó mình đưa ra cây gốc cây tiêu, xong là mình ủ mình chải đều lên, mình nếu mà kỹ hơn nữa thì mình lại lấy đất mình lấp lên nữa để cho nó giữ cái vừa để phân hủy cái bã mía đấy rồi là giữ ẩm luôn cho cây tiêu nữa. Áp dụng cái việc là đưa cái bã mía vào vừa ủ vừa tủ gốc cho cây tiêu thì anh thấy cái hiệu quả nó đem lại như thế nào? Thì hiệu quả thì theo mình thấy thì hiện tại so với cả một số vườn ở đây thì mình thấy người ta cũng dùng rất nhiều, là ví dụ như chấu chứ, nhưng mà mình ủ bã mía thì cái chất đất rồi nó cây tiêu nhìn nó xanh hơn. Nó cái ba mía này hiện tại nhìn bây giờ là cái nhìn cây tiêu ở vườn rất là xanh, nó giữ độ ẩm rất tốt. Khi sử dụng cái lấm Chico Đập Ma rồi là cái ba mía ấy thì cái cây tiêu đủ độ ẩm rồi thì dường như là nó sử dụng cái ít cái phân hóa học đi lắm. Chứ còn cái hóa học thì không thể không có được, nhưng mà mình sử dụng rất là ít đi. Mình chỉ gọi là những cái khâu lúc quan trọng của nó thì mình mới dùng đến nó thôi ạ. Còn bình thường mình ít dùng ạ. Còn đối với thuốc bảo vệ thực vật thì sao? Thuốc bảo vệ thực vật thì nó có từng giai đoạn của nó. Khi nào đến giai đoạn nào mình cần sử dụng thì mình phải dùng chứ không thể bỏ qua được. Sâu bệnh thì hình như là dường như là giảm đi rất là nhiều. Tại vì nó cái lấm Chico Đập Ma thì nó cũng có cái nhiều cái con vi sinh là nó làm cho cái môi trường đất tươi xốp lên, rồi nó diệt những con vi khuẩn mà nó ảnh hưởng đến cái rễ tiêu của mình. Rồi còn ví dụ như bình thường nếu mà từ dưới đất lên thì những cái con ấy nó mới bay lên thì nó hình thành, xong là những con dẹp thì nó mới hình thành nó bám vậy, thì nếu mà ít ở dưới đất đi thì nó sẽ ít ở trên cây thôi. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Quý vị khách mời thấy cách làm của anh Nguyễn Trọng Long như thế nào ạ? Xin mời tiến sĩ Trương Hồng. Vâng, theo tôi thì đây là cách làm của anh Long là phải nói là một cái cách làm sáng tạo đối với nông dân chúng ta. Thì không phải chỉ có cây hồ tiêu như anh Long đâu mà cà phê người ta làm cũng nhiều. Thì khi mà việc chúng ta bà Mỹ chúng ta đã xử lý bằng cái chế phẩm sinh học rồi, làm cho hoai mục rồi, thì chúng ta tụ hoặc bón cho cây trồng đều tốt cả nói chung. Và đặc biệt là cây hồ tiêu này chúng ta bón được nhiều hữu cơ thì là càng tốt. Nhưng mà lưu ý với anh Long là bà Mỹ thì chúng ta phải xử lý cho nó thật kỹ, hoai mới được bón, nếu không thôi thì rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta bón bà Mỹ mà chứ hoai thì có thể làm cho cây tiêu bị chết. Khi mà chúng ta bón bà Mỹ hoai rồi thì có mấy tác dụng, vừa là cái mục dinh dưỡng, vừa là cải tạo được độ phì nhiêu đất, mà đặc biệt là trong cái sản phẩm như anh nói là có dùng cái Chico Đập Ma để mà xử lý đấy, thì đó là một trong những cái vi sinh vật mà nó có tác dụng kiểm soát được một số loại sâu bệnh hại từ đất, thì do vậy là giúp cho cây tiêu sinh trưởng phát triển tốt hơn. Nhưng hy vọng rằng là anh sẽ tiếp tục khuyến cáo cho người xung quanh áp dụng theo cách làm của anh. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn những phần tư vấn của tiến sĩ Trương Hồng. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của khán giả Nguyễn An Thạnh ở huyện Chư Quynh. Số điện thoại 0905213821 có hỏi như sau. Hỏi cụ thể là hỏi tiến sĩ Hồng luôn ạ. Mạch nước ngầm cạn kiệt, bà con cần tưới nước tiết kiệm, vậy nhờ anh Hồng chia sẻ thêm là cần phải liên lạc ở đâu ạ? Vâng, xin chào anh ạ. Bây giờ thì thật ra cái hệ thống tưới tiết kiệm nó tương đối phổ biến rồi, chỉ có cách chúng ta tiếp cận thôi. Thì hiện nay là có hai cái hệ thống mà có thể chúng ta tiếp cận được. Một là hệ thống tưới của Israel, thì hệ thống này nó hiện đại hơn, nhưng mà chi phí sẽ đắt hơn. Có một hệ thống khác mà hiện nay viện đang khuyến cáo nông dân sử dụng là nó tương đối dễ. Nông dân anh chị em chúng ta có thể lắp đặt được và có thể mua những cái sản phẩm trên thị trường. Đấy là cái hệ thống gọi là hệ thống tưới tiết kiệm cải tiến, thì chi phí nó một hecta nó khoảng từ 30-40 triệu thôi, trong lúc là hệ thống tưới Israel là khoảng 6-70 triệu. Và hệ thống của cải tiến của mình thì nó ít bị tắc, nó không bị tắc. Và chúng ta có, và khi sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm như vậy thì chúng ta có thể tưới tiết kiệm được khoảng 30% lượng nước. Và đặc biệt là khi chúng ta anh có thể sử dụng tưới hệ thống tưới tiết kiệm này để kết hợp bón phân qua hệ thống tưới, đây là một giải pháp kỹ thuật
mới mà chúng tôi đang khuyến cáo bà con nông dân để mà áp dụng trên cái vườn của mình, không những cho cây cà phê mà cây hồ tiêu, bởi vì là giúp làm việc làm như vậy thì chúng ta có thể giúp tiết kiệm nước, rồi tiết kiệm được phân bón và tiết kiệm được công, và tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Khán giả Trần Đình Thiên ở E Ngai Krông Búc, số điện thoại 0972144353 có hỏi như sau: cà phê tưới đợt 3 thì thiếu nước cho nên tưới rất ít, khoảng 200 lít một cây. Vậy nên bón phân như thế nào cho hiệu quả? Có nên bón vào buổi trưa hay không? Và bón phân nào? Xin mời kỹ sư Trương Quốc Huy ạ. Xin cảm ơn anh Thiên. Thì về cái nguyên tắc bón phân á, thì khi mà bón á, đất nó phải có cái độ ẩm nhất định, là lúc đó là chúng ta bón phân là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà cái lượng nước ít á, thì bà con cũng khi mỗi lần chúng ta tưới mà chúng ta bón phân mà trong cái đợt 3 thì theo tôi nghĩ rằng là bà con nông dân cũng phải bón cho tưới nước cho nó đủ cái lượng nước. Hoặc là chúng ta bón cái khi chúng ta tưới với cái lượng nước từ 200 tới 300 lít mà trên một hồ, trên một cái bồn, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm cái đầu trong mùa khô. Thì cái đầu trong mùa khô thì với cái độ tan nhanh của nó, đồng thời nó có những cái yếu tố ngoài yếu tố chung vi lượng, kiểm, bo và magie, thì nó còn có thêm một cái yếu tố nữa, một cái hoạt chất nữa, đó là cái BNHP. Cái BNHP này nó sẽ tạo điều kiện cho cái bộ rễ là hoạt động tốt hơn, nó kích hoạt bộ rễ có hấp thu cái dinh dưỡng tốt hơn. Và chính vì cái điều đó mà cái sản phẩm đầu trong mùa khô là công ty cổ phần Hồ Mắm Điền có đưa cái BNHP từ giai đoạn mùa khô và cho tới giai đoạn đầu mùa mưa. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của kỹ sư Trương Quốc Huy. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Hùng ở Bình Thuận Krông Búc, số điện thoại 0946476786 có hỏi như sau: tiêu bị rệp sáp nên bị teo đọt tiêu năm thứ hai thì xử lý như thế nào, dùng thuốc gì, trong tình hình khô hạn như hiện nay thì dùng thuốc có ảnh hưởng đến cây tiêu hay không? Xin mời kỹ sư Trần Quang Cường. Vâng, kính thưa anh, thì việc mà lệp sáp, thứ nhất là như hồi nãy tôi cũng chia sẻ rồi, thứ nhất là anh phải theo dõi coi cái mức độ gây hại của lệp sáp rồi mức nào. Nếu như trong cái điều kiện mà anh chỉ thấy nó xuất hiện lác đác vài nơi thôi và nó bám trên đọt của mình thì mình cũng lúc đó mình cũng chưa cần sử dụng tới các loại thuốc bảo vệ thực vật đâu, mình có thể sử dụng những cái biện pháp nước tưới của mình á, mình xịt mạnh vô thì cái lệp sáp thì nó sẽ tự động và nó bay ra. Thì đó, đối với khi mà nó gây hại ít thì mình có thể sử dụng như thế. Tuy nhiên đối với nếu mà nó đã gây hại quá nhiều rồi mà anh nhận định đây là nó gây hại nặng và nó có thể ảnh hưởng tới cái sức sinh trưởng của cây tiêu và thiệt hại năng suất, thì khi đó là chắc chắn là mình phải sử dụng tới cái biện pháp thuốc bảo vệ thực vật. Và như hồi nãy tôi cũng đã giới thiệu rồi, thì anh có thể sử dụng cái sản phẩm Celestrone của công ty Sienta để mà quản lý tốt cái lệp sáp này. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của kỹ sư Trần Quang Cường. Câu hỏi của khán giả Hoàng Minh Phú ở Chư Rút, Đắk Nông, số điện thoại 0166988060 có hỏi như sau: Chico Đẹp Ma có bao nhiêu loại, loại nào trị nấm, loại nào ủ phân? Theo khuyến cáo thì Chico Đẹp Ma không phun vào buổi trưa vì trời nắng làm chết Chico Đẹp Ma, nhưng tôi thấy nhiệt độ trong đống ủ phân còn nóng hơn nhiều. Xin mời tiến sĩ Trương Hồng ạ. Vâng, đây là câu hỏi rất là thú vị. Thật ra thì hiện nay thì Chico Đẹp Ma thì người ta thống kê thì nó có rất là nhiều loài, có thể cả hàng trăm loài. Nhưng mà đối với sản xuất nông nghiệp thì nó có mấy cái loài chính như sau. Một cái loài là chuyên phân giải cái Cyanulo thôi. Và cái loài này thì người ta sản xuất ra để cho bà con ủ và phân, ủ những cái tàn dư thực vật để làm phân bón. Ví dụ như là vỏ cà phê, rồi bà mía, rồi rơm rạ, vâng, đây là cái loài, những cái loài Cyanulo, những cái loài Chico Đẹp Ma có tác dụng phân giải Cyanulo. Thì còn một số các loài khác thì có khả năng là đối kháng với tuyến trùng, đối kháng tuyến trùng, hoặc là đối kháng với nấm bệnh trong đất. Thì những loài này người ta ứng dụng để sản xuất cái chế phẩm vi sinh vật để kiểm soát một số loài sâu bệnh hại trong đất, ví dụ như tuyến trùng và nấm. Vâng, nhưng mà tù trung lại là có hai cái loài chính như vậy thôi. Còn thật ra thì nó có rất là nhiều loài riêng lẻ khác nhau. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng. Khán giả Linh ở Bình Định, số điện thoại 0903284879 có hỏi như sau: mùa khô càng ngày càng khốc liệt, nước sông suối cạn kiệt, nước ngầm thì giảm sút. Tôi nghe nói là ở một số nước tiên tiến đã có trạm khí tượng thủy văn cho từng khu vực nhỏ, như là một diện tích cụ thể, địa phương cụ thể để theo sát với biến đổi khí hậu, giúp cho sản xuất được hiệu quả hơn. Vậy ở Việt Nam đã có chưa ạ? Xin mời ông Bùi Văn Xứng ạ. Vâng, cái câu hỏi này thì rất là hay, rất là cảm ơn câu khán giả thế này. Và tôi cũng trả lời thế này, đúng.
ở các nước tiên tiến hiện nay mà nói á, là người ta có thể là đặt những cái trạm khí tượng chuyên dùng cho vùng nhỏ để phục vụ cho cái nghiên cứu hoặc là phục vụ cho sản xuất ở một cái nông trại, một trang trại nào đấy. Thì cái đó là một cái việc làm hết sức khoa học và chính xác. Thế nhưng Việt Nam hiện nay chúng ta chưa làm được. Bởi vì cái lý do cái cơ bản hiện nay mà nói thế này này, là tất cả nói gì thì nói, đất nước chúng ta còn nghèo. Đầu tư cho khí tượng thủy văn là cần thiết, nhưng cũng chưa phải quan trọng hơn cái đầu tư cho các ngành khác. Thế cho nên ấy là rõ ràng mà nói là cái đầu tư cho ngành khí tượng thủy văn ấy là theo cái quy định của thế giới hiện nay chúng ta chưa đạt được. Đấy. Thì đặc biệt ở những cái vùng núi như là phía Bắc hoặc là cái vùng cao nguyên này, cái địa hình quá chia cắt, thế mà cái mạng lưới trạm thì lại quá thưa thớt đi. Thế cho nên rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dự báo. Thì cũng xin thưa là việc trả lời luôn là Việt Nam là chúng ta chưa đạt được cái trình độ đó. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Văn Xứng. Câu hỏi của khán giả Phạm Văn Dũng ở Đắk Min, số điện thoại 0912078615 có hỏi như sau: vỏ cà phê không ủ nên tôi đốt thành tro và bón cho cây tiêu thì có ảnh hưởng gì không? Xin mời tiến sĩ Trương Hồng. Cảm ơn anh. Thật ra thì không những vỏ cà phê đâu, mà thứ gì chúng ta đốt thì có thể bón cho cây trồng được, nhưng mà nói chung thì dinh dưỡng là không, hầu như là không có, chỉ còn là kali, một số cái nguyên tố như kali, canxi, magie thôi, còn tất cả những loại dinh dưỡng khác đều mất cả. Nói tóm lại là cái việc mà đốt xong mà dùng để bón cho cây trồng thì không thật sự mang lại hiệu quả. Nếu như chúng ta ủ hoai mục đi rồi bón thì sẽ tốt hơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trương Hồng cũng như của các vị khách mời. Và đến lúc này thì rất tiếc phải thông báo cùng bà con quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình sắp hết. Và ngay lúc này thì mời bà con quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những hình ảnh trao giải cho hai khán giả đã nhận được quà tặng của chương trình trong số trước. Trong chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 2 vừa qua, ban tư vấn của chương trình đã chọn trao giải nhất cho khán giả Vũ Đức Tài, xã Chi Lê Mờ Nông, huyện Chi Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0982 964 905. Tuy nhiên, khi những người thực hiện chương trình tìm đến để trao giải, thì ông Vũ Đức Tài không có nhà, nên phần quà là bao đồ trâu mùa khô và chiếc đồng hồ treo tường đã được trao cho cháu của ông Tài là chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Tân Thành, xã Chi Lê Mờ Nông, huyện Chi Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Giải nhì của chương trình, lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 5 sào cây trồng đã được trao cho khán giả Nguyễn Văn Thiệt, buôn gốc B, xã E Bốc, huyện Chi Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện công ty Syngenta Việt Nam đã hướng dẫn ông Thiệt cách trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa trong giai đoạn hiện nay và tư vấn cách quản lý sâu bệnh hại trên cây cà phê trước những biến đổi thất thường của thời tiết. Vâng, một lần nữa thì xin được chúc mừng hai khán giả đã nhận được quà tặng của chương trình trong số trước. Và trong số này thì ban tư vấn của chúng tôi đã quyết định trao giải nhất cho khán giả Nguyễn Văn Hùng ở Bình Thuận, Chromebook. Số điện thoại 0946 476786 sẽ nhận được một ba phân đầu trâu kèm thêm một chiếc đồng hồ treo tường do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Còn giải nhì của chương trình thuộc về khán giả Hạnh ở Nâm Nung, Krông-nô, số điện thoại 0947 306 795 sẽ nhận được lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 5 sào cây trồng một lần do công ty Syngenta trao tặng. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời bà con quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những hình ảnh chia sẻ khó khăn với gia đình của ông Y Cầm Lô Mù Lô ở Buôn Canabê, xã Chư Mờ Gà, huyện Chư Mờ Gà, tỉnh Đắk Lắk. Căn nhà sàn ọp ẹp ở Buôn Canabê, xã Chư Mờ Ga, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk là nơi sinh sống của gia đình ông Y Cầm Mờ Lô Mờ Lô và bà Hờ Mờ Lô Nê. Ở vào cái tuổi thường thọ trên 90 nên ông Y Cầm Mờ Lô không còn đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Nhà có hai sào cà phê, đều trông cậy vào lao động chính trong nhà là người con trai cả. Thế nhưng người con trai đầu của ông cũng bị tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi đứa con gái út trong nhà bị tật bẩm sinh, không phụ giúp gì được. Thông cảm với hoàn cảnh của gia đình ông Y Cầm Mờ Lô Mờ Lô, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao cho gia đình ông Y Cầm Mờ Lô 5 bao phân đầu trâu mùa khô và hướng dẫn gia đình ông cách chăm sóc hai sào cà phê sao cho hiệu quả, góp phần đem lại nguồn thu, sớm ổn định cuộc sống.
Vâng, hy vọng mà phần quà mà công ty cổ phần phân bón Bình Điền hỗ trợ sẽ giúp cho gia đình ông Cờ Mơ Lô sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn hai nhà tài trợ chính là công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đồng tài trợ là công ty Syngenta đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.